gì đâu. Đâu 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 tên nào đến đây chiếm thành, dẫn đầu chánh phái ta là lắm chuyện chấp bọn mi mọc thêm cánh. Với bao võ công ta đây tu luyện một tịch kiếm pháp tinh thông, ta ác quy phục cúi đầu nhận thua đi anh hay tha đường sống. Tống kim đẫm máu từ xưa xác anh hùng phơi biển lửa, bao nhiêu người chiến đã ngã xa trường thì đây không phải chuyện bừa. Ngoài đời ta cầm micro với bao bảy hit vang dội, còn game này ta dẫn dắt phe thiện không tên tà nào cản nổi. Tao duy mạnh đến đây và chiếm thành, cô của bạn là nhân vật tao sẽ biến thành. Từ khi xanh tao chưa cúi đầu ai, kể cả trước cửa Phật. Cũng ngon thì lên hoa sân đánh nhau, tao dành ngày chủ nhật. Tao treo bọn lưu thiện đánh như bao cát, mày sợ tao vì tao vẫn trưởng cho mày sáng ngôi sao khác. Thiếu muối đừng đổ tại con tim này yếu đuối, sát nhân là tao lúc nào cũng là con boss cuối. Nè hỡi dân chơi nên lắng lỗ tai nghe cho rõ, cướp hết thành trì lưu mi có dám hay chỉ đứng đó nó cho có. Bản chất ác nhân của bọn mi bọn ta đã nhìn thấu từ lâu, mà có gan nói thế thì nhảy vào đây chim ngửa một nhát chứ bay đậu. Dân cày bọn ta chỉ vui là chính, không thích nạp tiền mà trình vật cứng đi lên bằng chính. Cái đôi giày phải bao nàng có hồng và phải điêu đứng, bọn mi sẽ thấy bọn dân muốn khóc vì cách cày game của bọn ta. Biến kiếp này nhà mi sẽ như bảy hit nhưng không có đỏ mà chỉ thấy đen. Bọn dân cày sao mày không nuôi nổi cái thân mày, thấy lên đỏ là mày chạy. Một lần gặp ta là một lần được giải, sống ở trong game mày có để sinh tồn. Trên con đường mày đi gặp sát thủ là mày bị tước đoạt ngay cái linh hồn. Kiếp mày dù có đồ đen sẽ ma nhồi nhen đó dân chơi. Giữ người vì tiếng cười đây là cách để người mạnh nghỉ ngơi. Mới sống làm sao khi mạng sống của mày lúc nào cũng lung lay, vì đối với tao sứ mệnh bọn mày lúc nào cũng nằm ngay ở trong tay. Nhân kiếm giang hồ, tống kim không đội thừa chung.